xa xa lại đi hay hơn. Sau khi băm lần thứ hai của chúng ta, với độ nhỏ này thì các bạn có thể cho gà vào vịt ăn. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy thái băm đa năng Takeo TK15 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.